Từ khi đó thủ hộ bị vỡ, bác hoàng suy kiệt, quân hỗn độn tấn công vào, bác hoàng nguy kịch, tìm ba đạo muốn thay đổi. Cha mẹ ta là tầm linh giả, họ nhận được nhiệm vụ là phải bí mật điều tra tung tích của đá. Mỗi tháng họ đều nhờ được gửi thư cho ta. Năm tháng này từ bị hồ tôn đánh mất rồi. Tầm linh giả, sức mạnh của đá luôn. Thám quân quỷ tộc đến, thám quân quỷ tộc đến, chúng ta không thể chống lại. Hãy báo mọi người đến khu an toàn. Giới này đã bị tập hợp, ngươi hãy đến bảo vệ. Dân làng đã vượt thu thập một lôi điện thảo giúp bạn có chân linh hộ thể. Tới người được chọn, ngươi đã giúp thần thức của ta, vẫn luôn bảo vệ thần thức của ta, vẫn luôn bảo vệ môn biên cảnh. Lễ sinh nhật của Thanh Khâu Đế Cơ. Sao ngươi lại biết thân phận ta? Ta rời Côn Luân Khương, hãy giúp ta diệt hỗn độn binh. Sư phụ ở trước đạo đài. Ngươi đích thực là người được chọn. Nhìn ma lũy ở phía đông, quá thần thường long chờ ngươi khiêu chiến. Khiêu chiến dục quả giả, hãy nỗ lực. Nhiệm vụ thủ hộ đá gia trời đại hoàn thành. Giao cho ngươi. Nếu có thể độ kiếp, không là tiên cũng là ma. Tiên và ma không tượng trưng cho chính và tà. Chính tà nằm giữa nhất niệm. We'll be right back.